Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với mình là Nhân của Fanciko. Trong video clip ngày hôm nay Nhân sẽ chia sẻ tiếp theo một cái chủ đề, đó là một cái chiến thuật giao bóng trái tay xoáy ngang lên ngắn ở bên phải. Mà ở trường hợp thứ nhất là đối phương gò bóng cao thì Nhân đã chia sẻ trong các video lần trước rồi. Và trường hợp thứ hai là khi mà đối phương hất sang phải thì Nhân cũng đã chia sẻ rồi. Thì hôm nay là một cái trường hợp còn lại, đó là đối phương sẽ hất từ giữa bàn sang trái, thì Nhân sẽ xử lý tình huống này như thế nào để đạt hiệu quả thật cao trong thi đấu nhé. Nếu tất cả các anh chị thấy video clip của Nhân hữu ích, Nhân xin một like ngay lập tức để cho video clip này của Nhân có thể lan tỏa thật nhanh đến tất cả các anh chị em mà yêu thích bộ môn bóng bàn và giúp cho họ có thể giao bóng tấn công càng ngày càng tốt hơn, đánh bóng bàn càng ngày càng hay hơn nha. Ở trong tất cả các video trước Nhân có khuyên tất cả các anh chị là khi mà các anh chị giao bóng trái tay xoáy ngang lên ngắn sang phải của đối phương thì Nhân khuyên là các anh chị phải đứng ở giữa bàn để chuẩn bị hai bên luôn. Khi mà đối phương hất qua phải thì các anh chị giật liền, còn khi đối phương hất qua trái nè thì các anh chị lưu ý nha, nghĩa là khi mà các bạn mà giật hay quá, đối phương mất điểm nhiều quá thì Nhân nghĩ là không có ai cho các anh chị mà giật liên tục được đâu. Đối phương sẽ kéo chân các anh chị về trái liền để thử xem coi bên trái bên backhand của các anh chị có tốt hay không. Thì về trái cái đầu tiên nè, các anh chị chú ý giúp Nhân nha là cái điểm rơi giao bóng của các anh chị phải thật là tốt. Đây ví dụ này, các anh chị giao này đó, cho bóng xoáy lên đó mà nó ngắn, nó sát ra bên đây luôn và nó từng hai nãy trên bàn, hồi nãy Nhân giao mới một nãy đúng không? Nhưng mà cũng ít ai mà có thể giật mạnh lắm, các anh chị cứ giao ngắn thấp và cố gắng là từng hai nãy trên bàn giúp Nhân. Đấy. Thì đối phương sẽ hất về trái đúng không? Thì lúc này khi các anh chị giao bóng tốt, cái điểm rơi nó nằm ở đây nè. Các anh chị thấy không? Thì khi các anh chị giao bóng tốt, điểm rơi nó nằm ở đó, ở khoảng đó thì đối phương phải bước cái chân sâu vào mới hất tốt được. Còn không là các anh đối phương thiếu chân là hất rất là dễ hỏng. Và đối với bóng xoáy lên thì các anh chị giao cho bóng xoáy lên nó để làm gì? Thì có phải là các anh chị giao cho bóng xoáy lên đó để cho đối phương sử dụng kỹ thuật hất lên để đưa vô thế đôi công của các anh chị không? Thì khi mà đối phương hất về trái thì có phải là bộ đối phương thả trụ như thế này rồi thì cái nhiệm vụ còn lại là các anh chị sẽ đẩy về đây, kéo chân đối phương về đây. Lúc này đối phương sẽ rơi vào thế bị động và các anh chị phản công. Đối với các anh chị mà bên trái không tốt thì Nhân không cần các anh chị phải giật trái liền nha. Thì các anh chị cứ đứng ở giữa bàn, nếu qua trái các anh chị sử dụng kỹ thuật đẩy đều luôn cũng được, nhưng mà các anh chị chú ý giúp Nhân là đẩy đều, có nghĩa là đụng bóng đúng không? Các anh chị đẩy nhanh ra đó cho nó có lực ra một tí. Hoặc là cái thứ hai là gì? Các anh chị chú ý cái điểm rơi, ví dụ các anh chị đẩy vô đây đối phương về kia, hay là đối phương có thể về tấn công tiếp được thì các anh chị thử đẩy sang góc mang cá bên đây là để đối phương phải nhích cái bộ qua, rồi lúc đó các anh chị tấn công. Các anh chị không đó, đối phương về mất bộ cái là các anh chị tấn công liền. Đấy, đối với các anh chị mà bên trái mà chưa tốt chỉ cần đẩy đều đó, không đẩy đều điểm rơi, chỉ cần đẩy đều điểm rơi thôi là được. Kéo chân về, kéo chân về đó, đối phương kẹt liền. Còn nếu mà đối với tất cả các anh chị mà các anh chị đã biết trước là gì, khi mà giao bóng xoáy lên đúng không, rất ít ai gò lại, đa phố người ta hất, thì các anh chị chuẩn bị tay sẵn luôn là khi bóng đụng bàn tương đi ra các anh bị xoay cẳng tay ngoài hoặc là gặp cẳng tay trong để tấn công liền. Sau vài phút Nhân đã chia sẻ về cái trường hợp thứ ba, cái chiến thuật mà các anh chị giao bóng trái tay xoáy ngang lên ngắn sang phải rồi đối phương sẽ hất về trái đúng không? Thì các anh chị sẽ xử lý đường bóng tiếp theo này như thế nào để đạt một hiệu quả cao trong thi đấu thì các anh chị đã xem clip rồi. Thì Nhân chúc tất cả các anh chị sẽ đạt được hiệu quả cao trong thi đấu sau khi mà triển khai cái cú giao bóng trái tay xoáy ngang lên ngắn sang phải nha. Và trong video clip ngày hôm sau thì là một cái video clip rất là quan trọng, là Nhân sẽ chia sẻ tất cả các anh chị là làm thế nào để biết được đối phương hất sang trái, đối phương hất sang phải để các anh chị có thể tấn công một cách uy lực, hay là để các anh chị biết được là cái tình huống nó sẽ nằm ở bên đó, bên phải hay bên trái, rồi các anh chị chuẩn bị, các anh chị đặt tay trước và các anh chị tấn công một cách uy lực dồn dập. Thì đánh bóng bàn nó quan trọng nhất là chỉ cần là các anh chị phản xạ thôi, làm sao mà anh chị chỉ cần là biết được cái đường bóng nó sang bên phải hay sang bên trái, chỉ cần sớm hơn một nhịp thôi là các anh chị có thể chuẩn bị được tốt, và nhưng chắc chắn là cái chất lượng của cú đánh của các anh chị sẽ được tăng cao. Các anh chị thấy video của Nhân hay buổi trên xin một like, một dislike, hoặc là một lượt comment, một lượt đăng ký kênh, hoặc là bất cứ thứ gì cũng được, miễn là các anh chị nhớ cho Nhân để cho Nhân tạo một động lực lớn để ra những video sau càng ngày nó càng hoàn thiện hơn. Các anh chị đang gặp khó khăn gì về kỹ thuật bóng bàn hay chiến thuật bóng bàn thì hãy quay video clip lại, post lên group Facebook cho Nhân. Nhân sẽ để link group Facebook ở dưới phần comment nhé. Nhân có cung cấp dụng cụ bóng bàn, thì cả nhà có ai cần tư vấn về dụng cụ bóng bàn thì hãy cứ liên hệ với Nhân qua Facebook nè, Zalo nè, số điện thoại nè, sẽ để Nhân tư vấn một cách chân thành nhất nha. Cảm ơn tất cả anh chị đã xem hết video của Nhân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.